Do tỉ mỉ quá cho nên làm nó hơi bị chậm. Em có thích hát không, bằng nhỏ? Dạ em thích hát lắm, em hát không hay nhưng mà em rất thích hát. Vậy hả? Hát dạ. Hài sung sung thôi. Sau đây thì em xin gửi đến bài hát là Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thiền ngày qua sông dòng họ mênh mông. Bằng lòng đi em giữa mái tranh nghèo, người quê chỉ có tấm lòng với chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đó qua tiếng trôi riêu riêu, dòng sông nước chảy riêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Dạ hết rồi ạ. Trời ơi, không hết ngay hết ngược vậy đó. Bên nhà nữ mình đáp lại liền. Trời ơi. Dạ chào anh. Gái nhỏ xíu dễ thương dễ sợ luôn. Là Hằng Nga mà. Hằng Nga đúng luôn. Chào cưng, bằng nhỏ. Bọn nhỏ, mình có mấy mối tình rồi bọn nhỏ? Ừ đúng rồi đó. Dạ. Nói đi bọn nhỏ. Em tổng cộng thì có 3 mối tình. Rồi, tổng cộng luôn đó hả? Dạ, 2 mối tình thì chính thức và 1 mối tình là yêu đơn phương. Ừ. Mối tình đầu tiên thì là kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ hai thì nửa năm. Còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nói nên cô ấy đi lấy chồng rồi. Yêu lâu, đơn phương trong bao lâu? Yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ. Mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào em anh Quyền Linh ạ. Dạ và chị Hồng Vân và các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngà Đào Nữ Hằng Nga, năm nay 30 tuổi, hiện em sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành nào? Dạ hiện nay em là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn viễn thông. Em tên là gì? Hằng Nga. Dạ Hằng Nga. Hằng Nga hả? Dạ. Mời chú cụ giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn Hằng Nga. Em tên là Bòn Nhỏ, đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên kỹ thuật cho công ty bất động sản. Bòn Nhỏ hả? Dạ. Tên lạ vậy? Thì em xin giải thích là tại sao lại tên Bòn Nhỏ. Là vì ba em đi chiến dịch ở Campuchia. Tên Bòn, tiếng Campuchia có nghĩa là anh. Ba kỷ niệm chiến trường của mình nên đặt tên con là tên Bòn. Thì không những là có Bòn Nhỏ mà có cả Bòn Anh, Bòn Em và Bòn Mèo. Có Bòn Bon không? Bòn Bon. Bòn Bon chắc để nữa em cưới vợ về để em đặt con vợ con của em bị danh Bòn Bon cho nó tràn bộ sưu tập. Bạn nữ nè, chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga cho biết cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Hằng Nga coi nào. Dạ, điểm mạnh của em là thích tìm hiểu và học hỏi. Và nói chung là yêu thương gia đình. Trong cuộc sống nói chung là tự lập. Còn điểm yếu của em thì nhiều thứ thì em vẫn cố gắng học, nhưng vẫn còn nhiều thứ là cũng còn vụng về. Có nghĩa là em vẫn biết nấu ăn, nhưng mà có nghĩa là những cái thức ăn hàng ngày thôi. Nhưng còn những ví dụ như tỉ mỉ như là nấu ăn á. Mà làm bánh thì em vẫn còn yếu kém. Chị đi cũng đâu biết làm bánh đâu. Dạ. Thôi nói tóm lại là mình biết nấu ăn là hay rồi. Chứ cái đó mình không có cho là điểm yếu của mình. Dạ. Nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ điểm mạnh của em thì là em là người siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nhậu nhẹt. Về điểm yếu của em á thì là em do tỉ mỉ quá cho nên làm nó hơi bị chậm. Em có thích hát không, bằng nhỏ? Dạ em thích hát lắm, em hát không hay nhưng mà em rất thích hát. Vậy hả? Hát hài sung sung thôi. Sau đây thì em xin gửi đến bài hát là Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thiền ngày qua sông dòng họ mênh mông.
Bằng lòng đi em giữa mái tranh nghèo, người quê chỉ có tấm lòng với chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đó qua tiếng trôi riêu riêu, dòng sông nước chảy riêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Dạ hết rồi ạ. Trời ơi, không hết ngang hết ngược vậy đó. Bên nhà nữ mình đáp lại liền. Trời ơi. Dạ chào anh. Gái nhỏ xíu dễ thương dễ sợ luôn. Là Hằng Nga mà. Hằng Nga đúng luôn. Chào cưng, bọn nhỏ. Bọn nhỏ, mình có mấy mối tình rồi bọn nhỏ? Ừ đúng rồi đó. Dạ đi bọn nhỏ. Em tổng cộng thì có 3 mối tình. Rồi, tổng cộng luôn đó hả? Dạ, 2 mối tình thì chính thức và 1 mối tình là yêu đơn phương. Ừ. Mối tình đầu tiên thì là kéo dài được 1 năm. Mối rồi. Tình thứ hai thì nửa năm. Còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nói nên cô ấy đi lấy chồng rồi. Yêu lâu, đơn phương trong bao lâu? Yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ. Trời đó coi. Em không nói là sao? Chi mà hy sinh cả. Dạ em không cả nói tại vì em lại lo là khi nói ra thì mất luôn cả tình bạn nữa. Vậy là hai đứa là bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong thì... rồi em đơn phương người ta mà em sợ đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Trời ơi, lên ông bạn thân tôi đừng nói đơn phương tôi nha. Để con suy nghĩ lại coi. Rồi, còn mình thì sao nè cưng? Hằng Nga, có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Dạ, một mối tình là lúc đầu thì em yêu xa. Dạ, tại vì lúc đó em cũng đang ở Buôn Mê Thuột và anh đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng là cũng khoảng cách nên 1 năm bọn em chỉ gặp nhau, dành thời gian rất là ít và công việc của anh thì anh cũng nói lúc nào anh cũng bận hết. Thì em thấy một thời gian dài thì anh cũng kêu em là chờ ảnh thì em cũng chờ. Trong 7 năm đó thì em cảm thấy tình cảm lần lần á, mình thì vẫn là đi, thương đúng rồi. Dạ, nhạt đi rất là nhiều. Còn mối tình thứ hai thì hơn 1 năm và em cũng mong muốn là sẽ tiến tới xa hơn, nhưng mà vì ảnh có những cái tật xấu mà không thể nào mà thay đổi được ạ. Như là ghen. Với hiện tại em mong muốn cái người yêu của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn người yêu của em á, thì thứ nhất là anh phải tôn trọng ở em và đặc biệt là gia đình mà như là mẹ của em. Tại vì nói chung là em thích một người con trai vừa có thể là có chí cầu tiến, nhưng mà đặc biệt là anh phải quan tâm về gia đình. Và cái thứ hai nữa là em mong muốn một người á, là không có những cái thú vui như là cờ bạc á. Như tứ đổ tường. Dạ đúng rồi. Rồi. Và thứ hai nữa là vô tâm. Và thứ ba nữa là giống như là thích như là chơi game hay là gì đó chị. Có những cái đam mê, dạ, mà đam mê ngoài mà vợ gọi, đúng không? Đúng rồi, dạ ngoài vợ. Rồi thì cái em có đòi hỏi ở tóc tai, rồi da dẻ, rồi chiều cao như thế nào không? Dạ em thì thích một chàng trai thì trên 1m7. Nói chung da thì con trai thì có thể trắng hoặc là ngâm thì cũng không sao. Nhưng quan trọng của ảnh thì tính cách, ngoại hình phải ưa nhìn. Trong vậy nhìn mà cảm thấy mình thân thiện á, mà khi mà nhìn vào á cảm thấy trong mình cảm giác được an toàn. Bây giờ nhà trai muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người bạn gái của em là về ngoại hình á, thì cao 1m50 trở lên, cân nặng thì 45kg trở lên, khuôn mặt thì nhìn nó phúc hậu một chút, thì có thể thí dụ như là vuông vuông tròn tròn hay gì đó. Về tính cách á, thì cô ấy sống giản dị, cô ấy hòa đồng, vui vẻ, quan tâm mọi người, không rượu chè cờ bạc, rồi tứ đổ tường đó là không có luôn á. Dạ đúng rồi. Nói nhỏ chứ... nhỏ tả phụ nữ anh thấy cũng khủng hoảng quá. Mặt vuông vuông còn còn, vuông còn còn hả? Rồi tứ đổ tường. Hồi nãy giờ bên Hằng Nga bên đây nói về những cái yêu cầu về bạn nam á, thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy em có khoảng 60-70%. 60-70% phải không? Dạ. Rồi thôi, để chút xíu hai bạn tự gặp nhau ha. Hằng Nga bên kia là dễ thương lắm, không có những cái gì mà nãy em nói đâu. Dạ. Gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Dạ. Hôm nay em đi với ai vậy, bọn nhỏ? Dạ em đi với ba mẹ với anh trai. Chào chú, chào cô. Tôi cũng thay mặt gia đình bên ba của bọn nhỏ trước thì kính thưa ban tổ chức và quý anh chị lớn tuổi và bên cạnh các em các cháu, thì trong đời tôi chỉ có mới thấy hôm nay là ngày vui nhất của tôi, đó là được Quyền Linh rồi Hồng Vân đây mới làm là cái tạo điều kiện cho tôi chọn con dâu thứ tư đó. Nhưng mà qua trao đổi thì thấy em tôi hết sức là hài lòng. Thôi có những đổi lời
cuối cùng kính chúc Quyền Linh với Hồng Vân và trong toàn bộ chị em trong khán phòng dồi dào sức khỏe và đón mừng chân đôi cặp hạnh phúc hôm nay dồi dào. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú. Rồi, em gái. Rồi, đi em, ra, em gái. Thằng Nam đây đi. Dạ, ra. Hôm nay em đi với mẹ của em và các bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. À. Dạ. Rồi, chào cô. Thưa anh chú Quyền Linh và cô Hồng Vân, tôi tới đây là tôi cũng mê hẹn hò. Ngày đêm thì tôi suốt con tôi đi tham gia bạn muốn hẹn hò để kiếm một bạn là đi tới tương lai, mà cho tôi hỏi một cái là đi tới tương lai đừng có giống như mẹ Nga là đi nửa đoạn đường mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn thấy cũng tội lắm. Người ta có cha mà con không có cha cũng tội lắm. Mà quê cô á là Đắk Lắk, mà sao mà cô lại thích bạn trai ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về với miền Nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi mà xa quá là chứ không phải là không. Dạ, nói vậy nè cô, hai cái hồ sơ đó nó hợp về tính tình, hợp về yêu cầu, hợp này dạ. kia, còn cái những cái điều kiện địa lý á thì dạ. tụi con không thể nào mà có thể đáp ứng nhu cầu được. Dạ. À, bạn Hằng Nga này với bạn Bòn Nhỏ này đó, về tất cả những cái yêu cầu, về sở thích, yeah. về những cái điều không thích, tụi con ghép gần như là 70-80% là hợp lý nhau, tụi con mới ghép lại cô ạ. À, khó tìm được hồ sơ mà ghép chung với tỉnh luôn, yeah. nếu mà cùng tỉnh á, thì nó không hợp lý với những thứ kia, yeah. thành ra là cô thông cảm, bởi vì tìm một cái hồ sơ thế này tụi con phải mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà hai bạn đều đang ở Sài Gòn mà, hai bạn đều làm việc ở Sài Gòn mà, cái đó là cái quan trọng nhất. Yeah. Với là tôi thích đó, là một bạn trai á là phải biết người lớn và thương vợ thương con, với lo ăn lo làm, thương yêu nhau thì tìm hiểu nhau thì do hai yeah. đứa, chứ còn cô thì chỉ có ý kiến từng đó thôi. Cảm ơn mẹ. Chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Hằng Nga xinh lắm đó, Bòn Nhỏ. Yeah. Đó. Cố gắng lên nào. Tấn công. Rồi. Con quà. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em có món quà gửi anh ạ. Cảm ơn anh. Rồi, sao vậy? Sao con tặng xương rồng vậy, Hằng Nga? Ý nghĩa của xương rồng thì nói chung là bên ngoài thì gai góc nhưng mà giàu tình cảm và sự trung thủy á. Nên con cũng mong muốn tình cảm của con, tình yêu của con á thì cũng như vậy ạ. Anh thì anh tặng em một quyển sách và một đặc sản của Bến Tre. Quyển sách đó thì nói là hãy sống cuộc đời như bạn muốn. Thông điệp anh gửi đến cho em là em hãy sống cuộc đời như em muốn, đừng sống theo sự muốn của người khác vậy đó. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Dạ. Hai người quay mặt đối diện trò chuyện với nhau đi. Mấy chục năm ta chưa gặp nhau đó. Thì em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng dễ thương ạ. Dạ. Anh thấy em thì cũng dễ thương, dễ nhìn. Dạ. Thì nếu mà hai đứa mình hợp nhau á, em tính là chừng nào thì mình đám cưới vậy đó. Dạ, cái đó là theo sự tình cảm của hai người thôi ạ. À. Nếu mà cảm thấy hợp đủ hiểu nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. À. Dạ. Thì hiện tại bây giờ là em sống với mẹ hả? Rồi có đứa em nào không? Dạ không, mà em là con một anh. Con một trong dạ. nhà luôn hả? Nếu mà ví dụ hai người tiến tới á, em có thể sống mực với mẹ em hay không? Anh thì dễ lắm, em muốn sống bên anh cũng được, mà muốn anh sống bên em cũng được, anh dễ lắm. Dạ. Bên nào anh sống cũng được hết. Ở đâu có em là được. Ở đâu có em thì ở đó có anh. Cho em hỏi một xíu là em biết là anh có gia trưởng hay không ạ? Anh hả? Anh không gia trưởng. Anh anh có so đo tính toán phụ nữ không? Không, anh không so đo tính toán phụ nữ đâu. Phụ nữ là để yêu mà, chứ đâu phải để so đo tính toán phải không? Dạ. Thì em cũng mong muốn là tại vì cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng. Tại đúng vì rồi. Cuộc sống thì cũng có những khó khăn này, hoặc là có những mâu thuẫn thì theo anh á, thì lúc đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Thì mâu thuẫn thì đương nhiên là phải có. Giải quyết thì là anh với em ngồi lại bàn bạc, trao đổi với nhau, với tinh thần gọi là chia sẻ với nhau, chứ đó là cách giải quyết của anh. Không biết là em giải quyết sao, có cách giải quyết mới không? Dạ, thì nói chung là em cũng hỏi anh luôn là nếu trong anh có thường nóng tính hay không. Anh nguội tính lắm. Dạ. Ai gặp anh cũng nói anh hiền á. Dạ, em không biết là anh có tôn trọng được sở thích của bạn gái hay không ạ.
Cái đó thì quá tôn trọng rồi, tại vì chú khi bạn gái thích những cái điều đó gì đó khác lạ với mình đó là điều tốt thôi. Dạ, ví dụ như là ăn mặc này kia là anh có kiểm soát hay không? Không, ăn mặc anh không kiểm soát, ăn bạn làm sao. Thứ nhất là cho nó gọn gàng, sạch sẽ, dạ. Rồi nó phù hợp với bản thân mình, với hoàn cảnh của mình là được. Dạ. Anh có hay ghen không ạ? Anh hả? Nói chung là chỉ có chút xíu thôi, chứ không gọi là chút xíu là bao nhiêu anh, bao nhiêu phần trăm anh? Chút xíu là như là cái hành vi của người phụ nữ nó quá trớn đi. Thí dụ như là cô ấy là vợ mình nhưng mà cô ấy lại cặp cổ hay gì đó một chàng trai khác hay gì hôn gì, cái đó điều đó là mình nó quá mức với mình là bắt buộc mình phải ghen, chứ không phải mình ghen cái vô lý nghe. Nói chung cũng có ghen chút xíu, ý anh nói chút xíu là vậy. Có kiểm soát điện thoại rồi này đúng cái nọ của bạn gái không? Không kiểm soát điện thoại đâu, tại vì điện thoại của em thì có công việc này kia, mình yêu nhau thì mình tin tưởng lẫn nhau. Tại vì em cũng quan trọng là sự tin tưởng, kể đúng cả rồi. Trong cuộc sống hôn nhân và tình cảm, nếu mà thật sự mà nếu mình không đủ tin tưởng lẫn nhau thì tốt nhất là mình nên nói thẳng. Lúc đầu thì em cũng thích con trai là nói ít và làm nhiều, chứ em cũng không thích hứa. Tại vì nếu mà hứa mà không làm được thì tốt nhất là mình không nên hứa điều gì cả. Yeah. Rồi, mình hát tặng nhau một đúng bài rồi. Xong đó mình tiến hành bấm nút nào. Bước tới đi bọn nhỏ. Đó. Có nắm tay, truyền cảm xúc, hai tay luôn. Hai tay luôn. Từ lúc anh quen biết em, thế giới như đang ngừng lại. Cuộc đời này chỉ riêng mình em thôi. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Hết, hết. Bọn nhỏ, dạ. Em hãy rút ruột, rút gan của mình ra, nói những cái gì đó, suy nghĩ về người đối diện đi. Anh thấy em là một cô gái dễ thương, có những cái tố chất mà anh đang cần tìm. Thì hôm nay mình đến với nhau á, cũng là một cái duyên. Thì em hãy trao cho anh một cơ hội, cũng như là em tự trao cho mình một cơ hội. Dạ, em suy nghĩ. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi được rồi, hai đứa về ghế đi. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Kiểm tra lại con tim một lần nữa. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Tim mình mách bảo thế nào mình làm như thế. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Lý do tại sao em không bấm? Dạ, nó như lúc đầu em đã nói là nói chung anh rất là tốt, nhưng mà trái tim em thực sự là chưa cảm thấy nhận được đó, sự rung động, nên em cũng chưa bấm. Như anh Linh nói là mình phải theo tiếng nói của con tim, chứ không phải lên đây là bấm để cho là vui hay là kết bạn. Chính xác là như vậy. Dù sao thì cũng trân trọng những quyết định của các bạn. Mỗi người chúng ta sẽ tìm cho một nửa mảnh ghép của mình đúng với điều đó. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Dạ. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cố gắng lên nha. Mọi người chúng ta sẽ tìm được một nửa thương của mình. Đừng lo lắng gì cả. Chúng ta cứ đi tìm và biết đâu chúng ta ở tại chỗ, nửa mảnh ghép đó cũng sẽ đến gần với chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.